một con lươn thôi đã đủ khiến mèo sợ hốt cả hền. Ấy thế mà tại đây, người ta còn đang nuôi cả một trang trại với hàng trăm nghìn con lươn. Muốn biết mục đích của công việc này và còn những sự thật đáng sợ nào ẩn chứa phía sau, hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Chị Ngô bình luận: "Chị ơi, sao không 5 người lên video? Ôi em ơi, chị cũng muốn lắm nhưng mới cho có 2 người đã mất mấy phút rồi. Bây giờ cho 5 người chắc hết thời lượng video luôn quá. Mọi người thông cảm giúp mèo nha, mèo yêu các bạn." Tiếp theo bạn Cá Vàng review bình luận: "Tôi ăn thịt heo chứ không ăn thịt lợn. Cá Vàng hài hước quá nè, không hổ danh là fan của mèo ú review." Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay trở lại với nội dung chính, theo những gì mèo nghe được thì mỗi tháng, trang trại này xuất khẩu được khoảng 30 tấn lươn. Thử tưởng tượng 100 con lươn đã nhiều tới mức nào. Đằng này còn được tính bằng đơn vị tấn luôn. Dĩ nhiên, để có được năng suất cao như vậy phần lớn phụ thuộc vào quy trình chăn nuôi hiện đại và hiệu quả. Cụ thể, mỗi ngày, lươn được chăm sóc và phục vụ những loại thức ăn cao cấp nhất, tới khi chúng phát triển tới kích thước đạt tiêu chuẩn. Tất cả cùng nhau di chuyển tới khu vực chế biến thịt lươn. Tại đây, những người công nhân nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình và những miếng thịt lươn tươi ngon hấp dẫn ra lò. Những bạn nào là fan hâm mộ của các bộ phim Hàn Quốc chắc hẳn sẽ không quá xa lạ với loại thực phẩm này. Thịt lươn được tẩm ướp sau đó đem đi nướng cùng rượu soju là hết nước chấm. Dĩ nhiên lươn Hàn Quốc thì cái kích thước nó cũng khác những con lươn Việt Nam mà chúng ta hay thấy. Lươn Hàn Quốc nhiều thịt hơn. Khi ăn có thể cảm nhận thịt rất chắc và ngọt. Tại cơ sở này, người ta không chỉ chăn nuôi và sơ chế mà thậm chí còn tiến hành làm chín lươn luôn. Lươn sẽ được làm thịt sạch sẽ sau đó cho vào lò nướng ở nhiệt độ vừa phải, đến khi thịt lươn chuyển màu trắng đục là được. Tại xứ sở kim chi, món ăn này thường gắn liền với các dịp đặc biệt, nơi gia đình và bạn bè tụ tập để thưởng thức món ăn được chế biến cầu kỳ này. Mặc dù cách chế biến của món lươn nướng này hầu hết giống nhau nhưng cũng có thể có sự khác biệt theo vùng. Các vùng ven biển như Busan, lươn đánh bắt từ các biển và có thể có hương vị hơi khác so với lươn đánh bắt từ sông. Các nguyên liệu địa phương và cách chế biến theo truyền thống cũng ảnh hưởng đến mùi vị của món lươn này. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, đây chắc chắn vẫn là món ăn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc, cũng như làm đa dạng thêm khẩu vị của du khách. Để bảo quản được tốt nhất, người ta đem lươn đi đóng gói và hút chân không. Như vậy, tới khi khách hàng mua chỉ cần lấy ra chế biến theo sở thích là được. Các bạn thì sao? Đã cảm thấy thỏa mãn với món lươn nướng chưa hay vẫn còn muốn tìm hiểu thêm món khác nữa? Thế thì thật may mắn vì món ăn kế tiếp đây sẽ hấp dẫn không kém đâu. Tuy nhiên, mèo sẽ không bật mí luôn tên món ăn ấy mà để mọi người tự đoán ra. Gợi ý một chút là món này và món lươn trước đó là hai trường phái ẩm thực hoàn toàn khác nhau. Thứ chất lỏng màu vàng trong chúng ta đang thấy là đường đun chảy. Để tạo màu, những người công nhân đã trộn thêm si rô dâu vào đó. Đây là một nguyên liệu quan trọng đã được kiểm chứng là an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Chỉ cần thêm vào đó một lượng vừa đủ là đã có được màu sắc mong muốn. Không những tạo màu mà si rô dâu cũng sẽ giúp tạo mùi và vị cực hiệu quả. Sau một hồi nhau nặn thì khối đường dẻo đã chuyển hẳn thành màu hồng. Lúc này kẹo sẽ được ép vào khuôn để tạo thành một hình chữ nhật vuông vức. Tiếp theo họ chuyển nó sang máy kéo. Đây là loại máy chuyên dụng được dùng để sản xuất kẹo kéo. Cơ chế hoạt động là hai trục xoay liên tục nhằm kéo căng cục đường ra. Tới khi cục đường chuyển từ màu trong suốt sang đục như này là được. Xem tới đây đã bạn nào đoán ra món ăn lần này là gì chưa? Chắc chỉ những bạn không thông minh hơn học sinh lớp 5 mới không đoán được thôi nhỉ. Chính xác thì đây là một nhà máy sản xuất kẹo ngọt. Ngoài kẹo truyền thống thì họ còn kiêm luôn công việc tạo hình sản phẩm. Cụ thể những cô công nhân đang khéo léo sắp xếp từng cục kẹo với nhau một cách thật hợp lý. Những tấm chiếu chưa trải như chúng ta sẽ chẳng hiểu họ đang làm gì đâu. Nhưng đảm bảo khi nhìn thành phẩm cuối cùng các bạn sẽ mắt chữ A mồm chữ O cho mà xem. Rất nhanh chóng kẹo được cắt ra làm nhiều đoạn nhỏ. Chúng tiếp tục được xếp chồng lên nhau và bọc lại bằng một cục kẹo lớn hơn. Đúng là muốn làm công việc này thì chăm chỉ thôi là chưa đủ. Mà nó còn đòi hỏi người thợ phải có đầu óc nhanh nhạy sáng tạo để cho ra đời những viên kẹo đẹp mắt. Có thể các bạn đã biết hoặc chưa nhưng việc tạo hình sản phẩm như này giúp sản phẩm bán chạy hơn rất nhiều. Đặc biệt không chỉ trẻ em mà có rất nhiều cô nàng cũng ưa chuộng loại kẹo này bởi ngoại hình của nó quá là cute phô mai que đi. Sau khi việc tạo hình đã xong, cả một viên kẹo lớn như thế được cho vào máy kéo. Từ đây, lần lượt các viên kẹo nhỏ ra đời. Nhìn từ xa có thể sẽ không thấy rõ nhưng khi quan sát gần hơn, ở chính giữa mỗi viên kẹo là một họa tiết. Theo các bạn thì đây là hình gì nhỉ? Nếu bạn nghĩ là quả dâu thì chính xác rồi chứ còn gì nữa. Cái này đứa trẻ con nó cũng trả lời được. Chưa dừng lại ở đó, mẻ đường tiếp theo vừa được đem ra. Lần này những người công nhân tiết lộ họ đã trộn si rô cam vào đó. Liệu rằng họa tiết ở giữa có phải là trái cam hay không? Hãy tiếp tục theo dõi để có cho mình câu trả lời nhé. Thực hiện tương tự như trước, họ cũng nhào đều cục kẹo lên sau đó cán đều vào khuôn. Công việc tiếp theo là của chiếc máy kéo quen thuộc. Không biết là không có máy thì kéo tay đến bao giờ mới xong nữa. Phải công nhận là một trong những công đoạn mèo thích nhất là tạo hình cho kẹo. Chỉ thấy những đôi bàn tay cứ khéo léo thoăn thoắt, trong khi đó chúng ta sẽ chẳng biết họ đang tạo ra hình gì. Lần này những cục kẹo nhỏ vẫn tiếp tục được xếp chồng lên nhau, sau đó bọc lại bằng một cục kẹo lớn màu trắng. Nói thật là xem tới tận bước kéo kẹo rồi mà mèo vẫn chưa biết ở giữa là hình gì.
chắc phải chờ tới khi quay cận vào thì mới biết được. Vẫn các bước y hệt trước đó đã làm với kẹo dâu, những người công nhân cần mẫn bọc kẹo lại bằng nhiều lớp đường với các màu sắc khác nhau. Khi cảm thấy kẹo đã thành hình thì mới cho vào máy kéo. Rất nhanh chóng cục kẹo được thu nhỏ vào và kéo dài ra. À đây rồi, chính xác là quả cam các bạn ạ. Nhưng mà là hình mặt cắt của quả cam chứ không phải nguyên quả. Loại kẹo tiếp theo trông có vẻ phức tạp hơn nhiều. Người ta đã cho thêm rất nhiều topping vào đó. Không chỉ một mà có tới tận hai loại siro được sử dụng. Sau 7-7-4-9 bước nhào nặn thì cục kẹo cũng tới với máy kéo. Khác với trước đó, lần này từng cục kẹo với màu sắc khác nhau được chia ra để kéo. Cục màu trắng vừa xong là tới cục màu hồng. Tự nhiên mèo thắc mắc không biết quy trình tạo hình này là có công thức nhất định hay là những người thợ tự sáng chế ra nhỉ. Nhưng nói gì thì nói cũng phải công nhận người nghĩ ra loại kẹo này thông minh thật. Cùng một quy trình sản xuất nhưng có thêm bước tạo hình khiến sản phẩm trông bắt mắt hơn rất nhiều. U là trời thì ra cả một cục kẹo lớn với nhiều topping như thế là để cho ra đời kẹo dưa hấu. Nếu không xem cái kết thì chắc là chẳng bao giờ mèo đoán ra được. Ngoài những loại kẹo mà mèo đã cho các bạn xem ở trên thì còn rất nhiều loại khác nữa. Chẳng hạn như màu tím là kẹo nho nữa này. Cứ thế tất cả chúng đi theo dây chuyền để tới khâu đóng gói. Mỗi chiếc kẹo được đựng cẩn thận trong một túi ni lông. Mặc dù không bảo vệ môi trường cho lắm nhưng đây là cách tối ưu nhất rồi. Bởi nếu để chung tất cả vào một túi kẹo sẽ dễ bị chảy nước. Vậy là ngày hôm nay mèo đã đưa các bạn đi tìm hiểu thêm một quy trình sản xuất kẹo rất độc đáo. Nhìn những viên kẹo với đầy đủ sắc màu sặc sỡ khiến những người hào ngọt như mèo thực sự không kìm được muốn ăn thử một viên. Các bạn biết Việt Nam mình có chỗ nào bán loại kẹo này thì comment xuống dưới cho mèo biết với nhé. Để hôm nào mèo đi mua ăn thử rồi review cho mọi người xem có ngon như lời đồn không. Nếu các bạn đã cảm thấy hài lòng với chuyến trải nghiệm ẩm thực vừa rồi thì ngay bây giờ đây, một quy trình mới sẽ chính thức bắt đầu. Không còn liên quan tới đồ ăn nữa, mà sản phẩm lần này sẽ là một con dao cắt cá ngừ. À quên, vẫn có liên quan đến đồ ăn đây chứ, cắt cá ngừ cơ mà. Dành cho bạn nào chưa biết thì tại Nhật Bản, văn hóa ẩm thực của họ rất quy củ nền nếp. Thậm chí họ còn phân biệt ra hẳn một loại dao chuyên để chế biến cá ngừ thì biết tới mức nào rồi đấy. Loại dao ấy có tên gọi đầy đủ là Maguro. Dao có hình dạng trông giống như thanh kiếm, có chiều dài lên đến 1 mét. Những thiết kế này giúp cho dao thuận tiện hơn trong việc chế biến những con cá có kích thước lớn như cá ngừ đại dương hoặc món ăn có độ dày như những tảng thịt lớn. Ngày hôm nay, người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong quy trình tạo ra một con dao Maguro là người nghệ nhân đã 82 tuổi. Ông đã dành cả đời mình cho công việc này, vậy nên học hỏi từ ông là chính xác nhất. Đầu tiên việc cần làm là nhóm lò. Trong bất cứ quy trình làm dao nào cũng vậy thôi, một khối phôi thép là không thể thiếu. Ông cứ liên tục nung nóng thép ở nhiệt độ 1000 độ C. Sau đó sử dụng các chất liệu như borax, cát borax và axit sắt để đặt lên thép và ghép chúng với nhau. Việc này giúp các tấm thép liên kết chặt chẽ và trở thành một khối duy nhất. Chẳng mấy chốc chúng ta đã dần hình dung ra được hình dáng của con dao thành phẩm. Chưa dừng lại ở đó, ông tiếp tục đặt dao vào máy cán và liên tục nhấn bàn đạp. Trải qua 7-7-4-9 bước đánh đập, con dao trở nên cứng cáp hơn nhiều. Đúng là áp lực tạo kim cương có khác. Bây giờ là một trong những bước mà mèo đoán bạn khán giả nào cũng sẽ biết. Đó là mài nhãn bề mặt dao. Phải đảm bảo cuối cùng cán dao thẳng tắp và không có bất kỳ sự biến dạng nào. Để đạt độ chính xác tối ưu nhất, người thợ dùng tới máy tinh chỉnh. Dĩ nhiên lưỡi dao cũng là bộ phận không thể bỏ qua. Trước khi mài lưỡi dao thật sắc bén, ông phải tiến hành làm nguội cái đã. Gọi là làm nguội thế thôi nhưng thực ra lại dùng rất nhiều nhiệt. Một chiếc bếp than đang rực lửa đã sẵn sàng chờ đợi. Để quá trình làm nguội được đồng đều hơn, ông còn chát lên cả con dao một lớp bùn mỏng. Tại sao phải xử lý công cành như vậy thì là vì càng được rèn nhiều, dao sẽ càng có sự cứng cáp và thống nhất hơn. Chờ một lúc khi dao đã quen với nhiệt độ thì ông đặt hẳn dao vào lòng bếp luôn. Nhiệt độ phải duy trì là 800 độ C, tới khi nào dao chuyển sang màu cam là được. Lúc này phải nhanh chóng chuyển nó sang chậu nước bên cạnh để hạ nhiệt đột ngột. Thực hiện tương tự với những con dao còn lại là đã có thể chuyển sang bước tiếp theo. Việc cần làm bây giờ là sử dụng búa để từ từ tạo dần hình dáng của con dao. Trong quá trình này, việc kiểm soát nhiệt độ của con dao là rất quan trọng. Vì nếu nhiệt độ quá cao, carbon, một yếu tố quan trọng cho độ sắc của con dao sẽ bị mất đi và không thể tạo ra một con dao sắc bén. Các thợ rèn thủ công luôn phải đối giữ được nhiệt độ ở mức ổn định và cẩn thận rèn từng con dao bằng cách điều chỉnh thật tỉ mỉ. Khi đã trải qua hết các bước kể trên thì đã tới lúc đưa dao đi mài chỉnh sửa. Nghĩa là người thợ sẽ sử dụng một máy mài tròn có sẵn đầu mài để trau chuốt lại sản phẩm. Quy trình lắp ráp máy mài này có hơi cồng kềnh bởi đây là sản phẩm lâu đời đã được sử dụng suốt 65 năm nay. Tới bây giờ vẫn còn hoạt động là tốt lắm rồi. Nhưng bù lại, hiệu quả của nó chính xác là cái ghế vì nó không phải bàn. Máy mài đến đâu lưỡi dao trở nên sắc lẹm đến ấy. Dĩ nhiên để cho chắc cú, người thợ sẽ phải đem đi mài lại lần nữa với đầu máy nhỏ hơn. Nhìn cái cách người thợ nâng niu con dao là biết ông tâm huyết với sản phẩm đến nhường nào. Tuy nhiên công việc nào cũng sẽ tồn tại điểm lợi và điểm hại. Đúng thật nghề rèn dao này là gia truyền và đem lại nguồn thu nhập khá tốt. Thế nhưng nếu không cẩn thận trong quy trình sản xuất cũng rất dễ gặp phải những tai nạn không đáng có. Vừa Sukana mà bị lưỡi dao sắc bén do chính mình vừa mài ra cứ cho một phát thì còn gì đau đớn hơn. Chính những người nghệ nhân rèn dao mà chúng ta đang thấy đây cũng không ít lần trải qua cảm giác ấy. Nhưng cuối cùng sau bao năm họ vẫn chọn gắn bó với nghề mà cha ông để lại.
Đây quả là một tinh thần đáng cho giới trẻ noi theo và học hỏi. Quay trở lại hiện tại, quy trình hôm nay cũng đã tới những bước cuối. Con rào mà mọi người mong chờ đang dần hoàn thiện. Mặc dù hiện giờ rào đã sáng bóng lắm rồi nhưng ông thợ vẫn cẩn thận đưa vào máy phun cát áp suất lớn. Cái máy này thì chắc các bạn khán giả của Mèo Ú không còn quá xa lạ nữa. Đầu máy đi tới đâu con dao được khoác lên diện mạo mới tới đó. Thậm chí bây giờ có thể dùng lưỡi dao làm gương soi được luôn ấy chứ. Khi phần lưỡi dao được máy sáng bóng thì ông thợ chuyển sang bước khắc tên. Đây là một trong những khâu quan trọng để khẳng định giá trị thương hiệu của sản phẩm. Mèo thì chẳng hiểu dòng chữ ấy nghĩa là gì nhưng cứ đẹp là được. Rất nhanh chóng tay cầm của dao đã được lắp thêm vào một cách chắc chắn. Bộ phận này đã được làm sẵn nên chỉ cần ghép nối chúng lại với nhau là xong. Vậy là chuyến hành trình của chúng ta cũng đã tới hồi kết. Các bạn thấy sao về con dao Maguro truyền thống này và có muốn được sở hữu một chiếc không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé! Mèo Ú yêu tất cả các bạn!